không thành công. Pha. Trận đấu tiếp theo. Yeah. Chào anh em và chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Theory Thai Soccer và mình là Phạm Trọng Thi. Như mọi thứ ghi trên Twitter thì cha anh em cũng biết rồi ha. Thì vừa qua là mình bị một chấn thương khá là nặng, nói chung là dành cho dân cầu thủ ở đây gọi là chấn thương không ai muốn dính tới luôn á. Mình bị cũng được 2 tháng rồi. Thì trong 2 tháng vừa qua là mình cũng có chiếu là những video clip đi đá bóng khác của mình. Thì những cái clip đó mình đã quay từ trước Tết, cụ thể là trước cái chấn thương này của mình. Còn cái chấn thương này của mình thì diễn ra vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, trước Tết, ngày 24 Tết á. Thì trong trận thi đấu tất niên với lại đội trẻ K34 của anh Sĩ tại sân K34 luôn. Thì cái quá trình mình bị dính cái chấn thương này là một cái điều mà mình cũng không có ngờ tới. Chẳng ai muốn bị dính chấn thương như thế này cả. Thì chấn thương này nó như thế nào đó, cụ thể mình bị liên quan đến dây chằng chéo trước. Và để biết được cái nguyên nhân tại sao mình bị thì mời anh em trở lại với lại ngày 24 tháng 1 đó, cùng xem diễn biến trận đấu đó là như thế nào nha. Bắt đầu thôi. Và trận đấu thì bắt đầu trở lại sau khi các cầu thủ đỏ đã thay đổi. Vâng, chúng ta thấy trận hình thi đấu thứ hai của các cầu thủ đỏ sẽ đến cũng ở giữa là Trọng Thi và Thành Nhân. Về lại em, red. Đây luôn. Trọng Thi đã ở khu vực giữa sân. Bàn thắng một cuộc chiến dài cho anh em. Xuyên qua tháng được. Rồi về đây. Đây. Chuyền xuống. Tốt. Đấy từ thôi. Thật chuyền vô. Gì? Trận đấu tiếp theo.
nhường đúng không? Đã lên tỷ số lên 3-1. Phải nói là một pha bóng khá kỹ thuật. Rết. Không chơi vô, không vô trong. Lấy văn, ừ rồi coi, tốt em. Nằm kỳ này nặng rồi. Chằn rồi. Lùi. Nhỏ xíu không? Đập lên mới hả? Đây là dễ. Cả dành luôn nha. Đây là dễ. Thẳng đi. Nó ẩu rồi. Nách nè. Ẩu rồi. Đây là dễ. Bỏ vô. Ẩu rồi. Bỏ dễ nè. Ok. Má. Đi được không? Đứng được không sao. Ok, thank you. Và đó là toàn bộ cái diễn biến của trận thi đấu của mình tại sân Cao Ba Tư. Mình đã có một pha nhảy khá là cao và đáp trụ bằng một chân, với một cái chân trái hơi thả lỏng và không có gồng chân, nên dẫn đến cái chấn thương và dễ chằn của mình ở phía bên chân trái. Thì cụ thể là do mình không chủ động trong cái phần gồng chân. Thực ra là dây chằng á, nó không có dễ bị chấn thương vậy đâu. Chỉ có khi nào mà có một cái lực quá mạnh tác động vào cậu dây chằng, kiểu giống như là nhảy từ trên cao rớt xuống quá, hoặc là một cái tư thế trụ quá mạnh xoay đột ngột, thì nó mới làm ảnh hưởng mà chấn thương dây chằng. Mình sau cái pha bóng đó thì mấy ngày sau mình vẫn đi lại bình thường, nó hơi đau tí thôi và mình nghĩ là nó cũng không có gì nặng cho lắm, nên ra mình chỉ chườm đá, uống thuốc giảm đau và bị ngay cái thời gian mà giáp Tết nữa, cũng không có thăm khám gì nhiều. Về quê vợ ăn Tết rồi ra Tết mình vẫn đi quay clip, hơi đau tí thôi nhưng mà vẫn còn có khả năng làm được. Nhưng mà đến khoảng giữa tháng 2 thì bắt đầu mọi thứ nó trở nên nghiêm trọng và bắt đầu mình đau nhiều hơn và đi không được nữa, chân không thẳng ra được, gập không được và duỗi thẳng cũng không được luôn. Thì lúc này mình mới chụp MRI lại lần nữa và mang kết quả MRI đến bệnh viện Tâm Anh, gặp bác sĩ Trần Anh Vũ để thăm khám cái chân của mình, chân trái. Thì kết quả MRI là báo là đứt gần hoàn toàn dây chằng chéo trước, chéo sau cũng bị tổn thương, sụn trên cũng bị tổn thương nữa. Nhưng mà những cái tổn thương đó thì không nặng bằng cái đứt dây chằng chéo trước. Thì cũng cầm MRI tới thăm khám ở bệnh viện Tâm Anh, gặp bác sĩ Vũ. Bác sĩ Vũ nói là giờ nó đứt cũng hết rồi, gần hết rồi, gọi như là cái này thì theo bác sĩ Vũ là phải mổ.
Thực ra là nghe nói mổ thì cũng rất là lo lắng, rất là phân vân. Và chắc chắn là sẽ nghỉ đá bóng một khoảng thời gian khá là dài. Và sau khi mổ xong cũng chưa biết là cái chân của mình sẽ còn được, nó có được giống như trước đây hay không nữa, hay nó sẽ yếu hơn rất là nhiều. Thực ra là khi mình bị chấn thương rồi mình mới hiểu điều là cái cơ bắp, cái cơ tứ đầu đùi của chúng ta là cực kỳ quan trọng luôn. Vì mình đã có một cái khoảng nghỉ khá dài để chuẩn bị cho đám cưới. Mình nghỉ rất là lâu, rất là không có vận động thể dục thể thao trong một khoảng thời gian dài. Mình đã có khoảng 2 tháng là không đụng đến bóng đá. Mình chỉ đi tới đi lui để lo công việc đám cưới mình và mình không có đá bóng. Và cái quãng nghỉ dài đó nó làm cho cơ bắp của mình trở nên yếu ớt. Và khi cơ bắp nó yếu ớt rồi, nó không đủ gánh cho cọng dây chằng và khớp gối của mình, thì dẫn đến là mình chỉ cần đáp trụ mạnh một tí thôi là nó sẽ có thể dẫn đến chấn thương. Nên em chú ý là cho dù không đá banh thì nhớ tập luyện những cái bài tập liên quan đến gym á, tập gym á, cơ đùi, đùi trước, đùi sau, rồi đùi trong, ngoài, cơ bắp chuối, để những cái cơ bắp nó khỏe, nó có thể gánh được cho cái phần dây chằng và khớp gối. Chứ không tập á, nó không khỏe, khớp gối chúng ta dây chằng sẽ phải tải nhiều, thì cái chuyện mà dễ dẫn đến đứt là chuyện sớm muộn thôi. Nên em phải chú ý kỹ cái vấn đề đó. Mình đang nói về cái vấn đề hệ nguyên nhân tại sao mình bị dây chằng. Nó không có dễ đứt vậy đâu, không phải dễ dàng đứt đâu, chỉ đúng thế hoặc là một cái lực quá mạnh thì nó mới đứt thôi. Nói về cái chấn thương đứt dây chằng trước tí xíu ha, thì đây là cái chấn thương khá phổ biến cho dân đá bóng, nhất là dân đá futsal. Futsal chạy tới chạy lui, trụ xoay chở nhiều là chắc chắn là dễ bị dính đến dây chằng lắm. Trong cái khớp gối á, thì hai khớp dính vậy thì nó sẽ được liên kết với nhau bằng những sợi dây chằng để giữ cái khớp gối được ổn định. Thì có dây chằng chéo trước, chéo sau và hai dây chằng hai bên. Và giữa hai cái khớp gối sẽ là sụn chêm. Thì nhiệm vụ của sợi dây chằng á, là để giữ cái khớp gối được ổn định, hai khớp nó được dính liền với nhau, không bị lệch qua trái hoặc lệch qua phải. Nếu như mà đứt dây chằng giống như mình, nếu mình không phẫu thuật để thay phần dây chằng mới vào á, thì khớp gối nó sẽ trở nên lỏng lẻo và nó sẽ trượt ra ngoài. Chính cái điều đó nó làm cho tổn thương cái sụn chêm. Mà dây chằng nha, nếu như mà bị mình có thể tái tạo cọng dây chằng mới được, nhưng mà nếu mà sụn chêm mà bị rách rồi hoặc là vỡ nát hết rồi á, thì sẽ không có vật liệu để thay thế được sụn chêm đâu. Rách nhiều á là phải gọt bỏ, hoặc là vỡ hết nát hết là phải nạo hết sụn đó bỏ đi và thay bằng những cái khớp khớp thép, khớp nhân tạo, gọi là người ta gọi ở người ta nói là phải thay khớp á. Thì đừng dính đến sụn chêm là ok đó. Thì nên tranh thủ bây giờ, nếu mà bị dây chằng thì chữa ngay đi bây giờ, chứ không để lâu sau này khớp mình lỏng lẻo là coi như là sẽ ảnh hưởng đến sụn chêm, mà bị sụn chêm thì mệt mỏi lắm. Để mà chẩn đoán là có bị đứt dây chằng hay không á, thì phương pháp chẩn đoán mà tối ưu nhất bây giờ á, là có chụp MRI cộng hưởng từ, chứ chụp X quang thì sẽ không ra nha. Những anh em nào bị hồi xưa á, chụp X quang thì sẽ ra. Còn nếu như mà bị liên quan đến dây chằng và sụn chêm, nó là một cái những thứ mà liên quan nằm ở giữa hai khớp gối á, thì bắt buộc phải chụp cộng hưởng từ MRI thì mới ra được kết quả. Thì ngoài cái chụp cộng hưởng từ MRI thì đi thăm khám lâm sàng thì cũng có thể biết được về đứt dây chằng. Chẳng hạn giống như là hai khớp gối mà bác sĩ mà kéo mà nó lệch 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 lệch, hai khớp gối nó lệch ra ngoài nhau á, tức có nghĩa là dây chằng nó đứt rồi, thì nó mới không giữ được cho khớp gối đứng yên. Còn người ta gọi là test bài bicep nè, test măng và ngăn kéo trước. Thì nếu mà đi khám lâm sàng gặp bác sĩ sẽ test những cái chuyên môn đó, bác sĩ sẽ biết được nó đứt hay chưa. Khi mà anh em đi chụp MRI á, là phải đợi sau 1 tuần chân nó bớt sưng thì chụp nó mới ra chính xác. Chứ còn mới bị té xong rồi đau liền ngày hôm sau nó chân nó sưng chù dù, chụp vô toàn thấy máu không à, thấy toàn là dịch với máu không à,
không thấy được cái hình ảnh cụ thể nó sẽ như thế nào, tại máu nó che hết rồi. Nên bữa mình bị xong mình đi chụp liền á thì nó không, kết quả nó không chính xác. Mình phải nghỉ Tết xong rồi qua ra Tết thì mình chụp lại thì mới kết quả nó mới rõ ràng được. Thật ra cái pha đó của mình té khá là nặng, trụ từ trên cao xuống và mình cảm giác là khớp gối mình bị lật ra ngoài, và có cọng dây nó giữ cái khớp gối ấy, nó ở nguyên lại vị trí. Lúc đó có nghe được cái âm thanh được gì hay không thì mình không nhớ rõ là có nghe âm thanh hay không, nhưng mà thường đứt dây chằng mình sẽ nghe tiếng bực, cái tiếng của cái cọng dây thun đó đứt á. Về mình thì mình chỉ cảm nhận là cái khớp bị gì chật ra ngoài, khớp gối bị lật ra ngoài, và ở giữa hai khớp nó có một cọng dây giữ cho cái khớp không bị lật ra ngoài, và nó giữ nó rời ra và giữ cái dây, giữ cái khớp nó lại vô lại. Thì chính điều đó là cái chính sợi dây chằng nó giữ cái khớp gối ở lại, và vì nó giữ cho khớp gối ở yên vị trí đó nên nó bị tổn thương. Thì chỉ cần một pha đó mình đã biết là liên quan đến dây chằng rồi, chỉ là mình không biết là đứt hoàn toàn hay là nó chỉ bị tổn thương thông thường hay thôi. Và để biết được điều đó thì muốn biết được tổn thương như thế nào thì chỉ có kiểm tra lâm sàng của bác sĩ với lại chụp MRI. Chụp MRI thì 2,2 triệu cho một lần chụp trên một bộ phận đó. Chúng ta có thể ra bệnh viện chụp, xin chụp cộng hưởng từ MRI cái khớp mà mình cảm thấy bị đau. Mình hay chụp ở Vietlite ngay chỗ đường Sư Văn Thạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh nè. Còn anh em ra bệnh viện thì cũng cũng được thôi, tất cả bệnh viện đều có cái chụp MRI cộng hưởng từ này, hoặc là các phòng khám đa khoa cũng có luôn nha. Chi phí tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi gì đó. Khi mà anh em bị chấn thương đầu gối á thì điều quan trọng nhất là cần phải nẹp thẳng chân, đó kinh nghiệm mình. Tại mình bị mà mình không nẹp thẳng chân thì dẫn đến là cơ cơ nó bị đau, cơ bị đau quá thì nó co lại, dẫn đến là cái khớp gối mình bị cong, mình phải đi cà nhắc và bị cái tình trạng là không thể duỗi thẳng hoặc co gối, co sát gối trong một khoảng thời gian khá là dài, tới bây giờ vẫn còn. Bây giờ thì mình duỗi thẳng nó được phần nào rồi, chứ còn hồi lúc mới bị là nó cong veo luôn. Có nhiều người bị đứt dây chằng mà đâu có bị giống mình đâu, mình bị đau kéo dài. Có nhiều người đứt dây chằng là người ta không có cảm giác đau gì, nó trong 2-3 ngày sau không đau gì luôn, nhưng mà chỉ bị là khớp gối lỏng lẻo thôi. Còn mình do mình không nẹp á. Lúc mới bị xong anh em phải nẹp cái gối lại liền thì nó sẽ đỡ bị tình trạng giống như mình. Lúc mà mới biết kết quả và biết mình phải mổ, phải phẫu thuật thì cũng rất là buồn. Thì cái nỗi buồn nó cũng qua được chắc cũng lâu rồi, chắc cũng cả tháng nay rồi. Giờ ngồi đây làm clip này để nói với anh em thì cũng không còn cái cảm giác buồn nữa, mà chỉ là cái cảm giác là phải sẵn sàng và đối mặt với cái thời gian tới nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều trong việc đi lại vận chuyển. Và chắc chắn là một năm, trong năm nay mình cũng sẽ khó mà có thể thi đấu bóng đá được, cũng như là cái công việc mà mình đi biểu diễn freestyle, đi đi biểu diễn, để đó là cái nguồn thu nhập chính mà. Mà nếu mà không đi biểu diễn được thì phải làm gì hả? Thì có cái lo lắng và cái khó khăn mình sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Cứ bước tiếp thôi, không phải lo ngại gì nữa đâu. Giờ chỉ mong cuộc phẫu thuật nó diễn ra sẽ tốt, sẽ sớm tập luyện phục hồi trở lại. Nói về phẫu thuật thì bác sĩ Vũ cũng tư vấn cho một số liệu trình phẫu thuật rồi. Thì một là mổ, đó là mổ sử dụng gân tự thân, mình sẽ cắt một cọng gân ham chân của mình để mình thay thế vào cái phần dây chằng bị đứt. Hai á là mổ bằng dây chằng nhân tạo, là một cái cọng dây chằng mới hoàn toàn luôn, thế vào nhưng mà nó là sợi tổng hợp, sợi nhân tạo ghép vào thôi. Thì mình chưa biết mình sẽ sử dụng cái liệu pháp nào, mà cho dù có sử dụng liệu pháp nào đi chăng nữa thì cái chi phí phẫu thuật thì cũng không hề rẻ, cũng khá là tốn kém. Và thông qua video clip này thì mình hy vọng là mình sẽ nhận được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người cho cái phần viện phí của mình để mình phẫu thuật cho đôi chân của mình. Thì hy vọng là lời kêu gọi này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ đến từ mọi người, dù ít dù nhiều.
Thì nó cũng là một cái tấm lòng của tất cả mọi người dành cho kênh của Thivita Soccer. Và mình trân quý điều đó. Mình rất là cảm ơn và cảm kích tất cả mọi người đã theo dõi cái kênh YouTube của mình trong thời gian qua. Mặc dù là bị chấn thương thế này, nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái việc mà mình đi đá bóng và sản xuất những cái video clip sắp tới cho mọi người xem. Nhưng mà yên tâm đi, mình vẫn sẽ duy trì và làm tiếp những cái nội dung mới, thú vị hơn. Sẽ là một cái hành trình rất là dài trong năm 2022. Chứ thương là điều mình chả có muốn tới đâu. Nói chung là giống như một cái tai nạn, một cái điều mà bất ngờ ập tới thôi. Và phải đối diện và vượt qua. Đó là chỉ có cách này thôi. Chứ còn bây giờ mình cứ tiếc nuối mãi về cái trận thi đấu đó thì cũng không được gì. Hy vọng là sẽ nhận được sự giúp đỡ đến từ toàn bộ những anh em đang theo dõi kênh YouTube của Thivita Soccer nha. Anh em nào có thể hỗ trợ cho mình về cái kinh phí phẫu thuật thì có thể donate vào số tài khoản mình để link trong phần mô tả nha. Hy vọng là anh em vẫn đón xem kênh YouTube của Thivita Soccer trong thời gian tới. Một năm rất nhiều khó khăn đối với Thivita Soccer nha. Và mình là Phạm Thi. Xin chào, hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo. Bye bye.